Đây là cái đường vô cái căn nhà vườn của mình hôm nay nha quý anh chị. Đó, thì hôm nay em mang sẽ quay và giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà vườn này nha. Thì căn nhà vườn này có tổng diện tích lên tới 280 mét vuông mặt tiền đường nhựa. Đó, có thổ cư 60 mét vuông. Tặng cho mình một căn nhà luôn, cấp 4. Công năng sử dụng hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh. Đó, căn này thì nó sẽ cách trung tâm thành phố Nha Trang là 10 km và cách biển là chỉ có 12 km thôi nha. Thì căn này thì sổ hồng riêng chính chủ và chủ đang rao bán với giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 1 tỷ 390 triệu thôi nha quý anh chị. Căn này thì đã hoàn thiện 100% rồi, chỉ là mình chưa có nội thất thôi. À, quý anh chị mua về mình bỏ nội thất vô ha. Bây giờ cái mức giá này thì quá tốt rồi quý anh chị. Đó thì căn này thì do là chủ không có mang chìa khóa theo cho nên là em cũng có quay bên trong được. Bây giờ em sẽ quay bên ngoài thôi nha. Quay sơ cho quý anh chị xem nè. Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Có hình như có phòng thờ đó là quý anh chị. Đó, thì căn nhà mình hôm nay sẽ tọa lạc tại là thôn Nam xã Dương thôn thôn Nam thuộc xã Diên Sơn của huyện Diên Khánh nha quý anh chị. Quay cho quý chị xem này. Đó, sân đã được ốp gạch, ốp đá chứ, đá đá hoa cương này. Khóa hết đúng không chị? Để quay phía trước cái mặt đường cho quý chị xem nha. Đó thì cái đường phía trước nhà mình đây, thì đất của mình sẽ có tổng diện tích là 280 mét vuông. Tọa lạc là mặt tiền đường nhựa liên xã thuộc thôn Nam xã Diên Sơn của huyện Diên Khánh nha. Thì vị trí này thì nó sẽ rất là gần với thị trấn Diên Khánh. Cách thị trấn Diên Khánh là khoảng 1,7 km thôi quý anh chị, và cách ranh giới thành phố Nha Trang với Diên Khánh là khoảng 4,6 km, và cách trung tâm ngã 6 Nha Trang là 10 km thôi. Đi biển cũng rất là gần ha, chỉ có khoảng là 12 km thôi. Và vị trí này thì sẽ rất gần với cái chợ Dương Sơn quý anh chị. Chợ Dương Sơn cách đây khoảng 400 m đó, và cách cái chợ Thành là cái chợ lớn nhất của thị trấn Diên Khánh là cũng khoảng 1,7 km thôi đó. Rất là thuận tiện luôn. Đường nhựa là quý anh chị, cách chỗ kia có một cái đường chính nữa đó. Đường này có tên đường luôn nha quý anh chị, đường này tên là đường Gò Đồng Giữa nha quý anh chị. Thì nhà mình là hướng Đông Nam, đường thông khu vực đông dân cư ha, liền kề với thị trấn Diên Khánh. Thì cái mặt ngang của cái nhà mình, đất của mình thì nó có hình chữ L nha quý anh chị, phía sau là nó nở hậu đó. Thì đất của mình thì đầu tiên có cái cổng vào đây, thì cổng vào là ngang 5,29 m, và xong nó sẽ sâu vô trong là khoảng 36 m, bắt đầu nó nở hậu qua khoảng 7,29 m nữa. Sâu vô trong không 14 mét nữa. Nói chung là tổng diện tích là 280 mét vuông, có sẵn 60 mét vuông thổ cư, hướng là hướng Đông Nam. Đó. Thì căn nhà vườn này thì nó khu vực này thì rất là yên tĩnh đó quý anh chị ha. Đó, thì vị trí này thì nếu mà những cô chú anh chị đang chuẩn bị mình chuyển công tác, mình chuyển công việc về khu vực Diên Khánh, ven thành phố Nha Trang để mình làm việc. Như quý anh chị có chuyển công tác về như làm ở những khu công nghiệp là khu công nghiệp Diên Phú cách đây là khoảng 3,6 cây nè, hoặc là khu công nghiệp Đắk Lộc, Vĩnh Phương, hoặc là khu công nghiệp Suối Hiệp á, thì quý chị có thể mua nhà ở đây, thì mình đi làm khá là gần ha. Đó, hoặc là quý chị cô chú mà tìm một cái miếng đất, một cái nhà vườn tầm tài chính dưới 1,5 tỷ, tổng thể là 1 tỷ 390 triệu thôi. Mình muốn về tại khu vực tỉnh Khánh Hòa để mình nghỉ dưỡng gần Nha Trang, không quá xa trung tâm, mà nhưng mà tiện ích gần trường gần chợ thì cái này khá phù hợp ha. Đường ô tô vào tận nơi luôn. Cái sân này thì quý anh chị có thể đậu được xe ô tô thoải mái luôn ha. Đó. Phía trước thì cổng làm hai cái trụ cổng rất là chắc chắn luôn quý anh chị. Nó có cửa cuốn cuốn xuống bấm xuống. Đó. Tí sẽ chạy xe ra ngoài cho quý vị xem. Đó, cái đường này là cái đường vào. Đường vào thì gia chủ cũng có làm hai cái hàng cây cây chắc là cây trúc rồi. Như là trúc quân tử. Đó. Chỗ này thì nó có cái khuyết điểm là chỗ này nó bị hẹp lại nha quý chị. Chỗ này nó hẹp lại chắc chỗ này khoảng 2 mét hơn xíu. Mà chắc là ô tô nhỏ mới vào được cái sân đây. Rồi vô trong đây. Nó bị hẹp hẹp. Hai bên thì chủ họ làm
cái đường bằng đá hoa cương rất đẹp ha, hai bên là rải đá dăm đó, rồi hai bên đường, còn cái bên đây thì trồng mấy cái cây nó rất là đẹp luôn. Bên này có mấy cái đèn rọi nè quý chị, có mấy cái đèn rọi buổi tối nè, buổi tối mà bật mấy cái đèn rọi nên là rất là đẹp luôn quý anh chị. Ở trong đây thì mình sẽ có khu vực không gian nhà, thì sân này chủ họ cũng ốp bằng đá hoa cương rất là đẹp quý anh chị ha, ốp kiểu sa le này nhìn rất là đẹp luôn. Này có trồng mấy cái cây, nhiều cây này là cây giống như cây vú sữa quý anh chị, này giống cây vú sữa nè, hai cây luôn đó. Do là chủ họ lên mở cửa cho em quay nhưng mà quên mang chìa khóa trong cho nên là em chỉ quay bên ngoài thôi. Đó, em sẽ quay sơ bên trong thì em có nói rồi đó, hai phòng ngủ một phòng khách đó. Đó, nhà mình như thế này nha, hướng đông nam hết nha quý anh chị. Hai bên trồng mấy cây trúc quân tử rất đẹp ha. Chỗ này trồng một cái cây, cây này em cũng biết cây gì nữa, hình như đây là cây giờ ra chưa là trái quý anh chị, chưa lá nhiều chứ mới trồng mà quý anh chị, em cũng không biết cái cây đó cây gì đó. Bên đây thì cũng ốp gạch luôn, nhà mình nhà vườn cho nên là hai mặt thoáng, bốn mặt thoáng luôn quý anh chị. Đó. Rồi đó, em lấy khu vực này thì em thấy là rất là yên tĩnh ha. Chủ họ bán cái giá này cũng rất là tốt quý anh chị. Đây chủ làm mấy cái bóng đèn nè tối nè. Khu vực này thì mình có thể làm một khu vực phơi đồ nè, ngoài có nước rái đầy đủ, ở đây thì nước máy điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Đó, nhà mình tới bốn mặt thoáng, phía sau có cái cửa nữa nè, đó làm phơi đồ ngoài đây. Đó. Cuối tuần mà quý anh chị có anh bạn bè rủ nhà về đây ăn chơi nhậu nhẹt cũng vui lắm nè. Có chỗ này có ống nước nè, đó mình có thể mang đồ ăn lên đây mình làm đồ ăn ngoài đây nè, rồi sau cái là mình đem vô trong nhà mình chế biến ha. Ngoài đây có thể thể thêm mấy cái bàn để mình ăn uống ngoài đây đó. Trên này có tấm mái che nữa nè cho nên là không có lo mưa nắng ha. Còn nếu quý anh chị muốn sợ thì mình có thể làm thêm mái che phía trước nữa đó. Rồi căn này chỉ có 1 tỷ 390 triệu thôi, sổ hồng riêng chính chủ luôn. Còn ngoài là chủ có làm thêm mấy cái ổ cắm điện nữa nè, quý chị có thể làm thêm cái bếp phụ ở đây nữa nè, rất là ok luôn. Rồi quý anh chị quan tâm alo em nha, vị trí rất đẹp luôn. Bây giờ em sẽ quay cái đường xá xung quanh cho quý anh chị xem rồi nha. Bây giờ em sẽ quay cái đoạn đường đi ra ngoài cái đường chính để quay khu vực dân cư xung quanh đây cho quý anh chị cùng xem nha. Đường nhựa rất là rộng quý anh chị, đường này thì ô tô đi vào thoải mái luôn, đường thông tứ phía, có tên đường hết nha. Đó thì mình sẽ đi ra đường chính cái đường này nha quý anh chị. Bây giờ đi thẳng đường này ra tầm 500m mình sẽ gặp cái đường chính là đường DT8. Căn nhà này thì diện tích khá lớn quý chị, 282m2, mặt tiền đường nhựa mà giá chỉ có 1 tỷ 390 triệu à, tính ra là chỉ khoảng đâu 4,9 triệu một mét vuông đường nhựa nè. Em sẽ chạy ra hướng chợ thành cho quý anh chị xem ha. Rồi chỗ này là mình sẽ gặp cái đường DT8. Đường DT8 là đường kết nối đi ra quốc lộ 1A nè quý anh chị. Hướng tay trái là đi thẳng luôn ra quốc lộ 1A để đi vào đi Hà Nội đồ á, đi khu công nghiệp, đi mấy cái khu công nghiệp Diên Phú đi đường này nè. Còn hướng này là đi lên Khánh Vĩnh nha quý anh chị, đi qua mấy cái xã của Diên Khánh để kết nối về Khánh Vĩnh. Còn đường này là đường Hà Huy Tập nè, kết nối về chợ thành cũng như là đi về trung tâm của thành phố Nha Trang ha quý anh chị. Đường này đường Hà Huy Tập ha, đầu đường có cái chợ nhỏ nè, bán đồ ăn nè, bán trái cây rồi nè. Hai bên đường cũng rất là nhiều các cơ sở kinh doanh. Ở chỗ này có bán pizza, rồi phim yến, siêu thị, rồi quán cà phê, quán cơm rồi, bò né, nhiều lắm. Trục đường này thì em thấy rất là nhiều các cửa hàng kinh doanh luôn.
một trong những cái trục đường vàng của Diên Khánh đó quý chị. Cách cái đoạn đường lớn này chỉ có đâu có tầm 500 mét thôi là mình đã có một căn nhà vườn giá cực kỳ tốt để mình ở rồi. Với cái tầm tiền đó mà nếu mà mình vô trong khu vực này mình mua thì chắc chắn giá sẽ rất là cao nếu để sở hữu được một cái nhà vườn lớn như vậy. Mà nếu mà về Nha Trang thì giá cũng cao nữa. Đường này đường Huy Tập không quý anh chị. Còn ra tới đây là mình đang ở trong khu vực thị trấn Diên Khánh rồi. Tiện ích lớn rồi, đầy đủ, không thiếu cái gì hết ha. Trong bán kính tầm 500m cho đến 1km là thôi là đầy đủ tiện ích, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, Bách Hóa Xanh, không thiếu cái gì ha. Chỗ này thì mình sẽ giao con đường Bờ Kè Trần Phú, Bờ Kè Sông Cái Trần Phú của Diên Khánh này. À, cái cầu này là cầu thành để bắt qua khu vực sông Cái. À, sông Cái này chạy về Nha Trang nha quý anh chị. À, bây giờ mình sẽ đi qua khu vực trung tâm của thị trấn Diên Khánh thì mình sẽ gặp một cái bên kia đường quý anh chị thấy không? Đó là khu đô thị Nam Sông Cái, là cái khu đô thị rất là nổi tiếng tại khu vực Diên Khánh hơn. Nằm cái vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Nằm ngay mặt sông Cái luôn quý anh chị. Bên đây là khu biệt thự của khu đô thị Nam Sông Cái. Bây giờ đi theo đường này là mình sẽ gặp khu vực chợ thành thôi quý anh chị. Đó, chỗ này là mình sẽ gặp chợ thành nè quý chị. Đó, đây là khu vực chợ thành. Chợ thành Diên Khánh. Chợ thành là cái chợ đầu mối nông sản và cái chợ lớn nhất của Diên Khánh, buôn bán cực kỳ tấp nập luôn. Rồi em sẽ chạy cái hướng về trung tâm thành phố cho quý chị xem nha. Rất là rộng rồi quý anh chị. Quý anh chị muốn đi chợ thành hay đi chợ Diên Sơn đều được nha. Chợ Diên Sơn thì hồi nãy là em không có đi cái hướng chợ Diên Sơn cho nên quý chị không thấy chợ Diên Sơn. Khi quý chị đi lên xem thực tế cái nhà em chỉ cái đường đi qua chợ Diên Sơn cho quý chị xem, đi qua tầm 400m thôi. Rồi, này có ngân hàng MB nè. Bây giờ em sẽ đi ra hướng này để mình về trung tâm của Nha Trang ha. Đây là đường Lạc Long Quân nha quý anh chị. Đường này là đường Lạc Long Quân, đó, trung tâm thị trấn. Ở thị trấn Diên Khánh thì cái đường này gọi là cái đường có giá đất cao nhất nè quý anh chị. Ngày xưa đường này là quốc lộ 1A đó, nhưng mà do là thị trấn Diên Khánh, cái đường quốc lộ 1A mà vô trong trung tâm thị trấn Diên Khánh thì cái lượng xe công xe tải vào đây hơi gây nguy hiểm cho người dân trong đây. Cho nên là tỉnh làm con đường khác, quốc lộ 1A tuyến tránh ở ngoài. Đó, cho nên con đường này bây giờ giảm lượng xe công xe tải là không có được đi trong đây nữa. Đó thì chỗ kia là mình sẽ có là nút giao của đường quốc lộ 1A đó quý anh chị. Quốc lộ 1A là làm thông thẳng qua được cái chỗ cái cầu vượt đó quý anh chị. Đó cho nên là đường đó không có chạy, thấy xe công xe tải đi qua đường đó hết, không có đi đường này nữa. Tuyến nó gọi là tuyến tránh quốc lộ 1A đó. Giờ mình sẽ đi về thành phố Nha Trang là mình sẽ đi thẳng đường này luôn nha. Mình đấu nối với đường quốc đường 23 tháng 10.
đó. Qua đây là mình sẽ đường 270 nè, kết nối đi thẳng luôn là về Nha Trang nha quý anh chị. Từ đây thì về Nha Trang chắc đi tầm về trung tâm luôn là tầm 6 cây nữa, mình ra biển thì tới tầm 8 cây nữa. Ở chỗ này có cây dầu đôi rất là nổi tiếng của Duyên Khánh đó quý anh chị, cả trăm năm lịch sử. Rồi quý anh chị thứ hai nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em cảm ơn quý anh chị nha, và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những cái video tiếp theo em ạ. Thì bây giờ em sẽ quay cái sổ cho quý anh chị mình cùng xem nha. Đó thì địa chỉ thửa đất của mình, cái căn nhà của mình là tại thôn Nam, xã Duyên Sơn của huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa này. Tổng diện tích là 282,7 m², đất ở tại nông thôn là 60 m², còn lại đất trồng cây lâu năm nhưng mà cũng phù hợp thổ cư, cho nên là quý anh chị mà muốn xin thêm thổ cư cũng được nha. Đây, và đây là cái hình thù đất của mình nè. Đó thì như em đã quay á, thì cái hình thù đất của mình nó như thế này nè, giống như cái rìu vậy quý anh chị, giống chữ L á. Đó. Thì ngay cái cổng vào á là ngay chỗ này nè, 11 đến 12 nè, nó dài là 5,29 m. Đó thì chính giữa chỗ này nó có hẹp lại một xíu nè quý anh chị, cho nên là nếu quý anh chị mà có xe 7 chỗ đồ thì mình đậu phía trước cái cổng nè. Ở nhà quý anh chị chỗ này thì chủ họ làm tường bao với cổng cũng khá là chắc chắn. Đó, còn nếu mà cái sân ở chỗ trong đây nó bị tép tốp lại, cho nên là mình có xe nhỏ thì mình vào được. Như mấy Hyundai i10 hay là VinFast Fadin đồ thì may ra vào được. Đó, nó sâu vô từ cái chỗ 12 nè cho đến số 13 đây nè. Tới số 15 chứ. Là khoảng 36 m, và nó nở hậu ra thêm khoảng 7,79 m. Đó, từ số 1 tới số 16 đây là khoảng 14,71 m thôi quý anh chị. Đó. Cái thế đất mình nó hình thù như thế này đây. Đó. Nhưng mà được cái là giá tốt quý anh chị ha. Nó chỉ có 1 tỷ 390 triệu thôi. Chưa tới 5 triệu mét ha, chỉ khoảng 4 triệu 9 một mét thôi. Xoay mặt về hướng đông nam nha quý anh chị. Đó. Em quay cụ thể rõ ràng chi tiết cho quý anh chị xem nha. Đó, để quý anh chị mà thấy ưng ý, mà cảm thấy không có ngại cái vấn đề mà cái thế đất của mình nó như thế này, mình không có ngại, mình vẫn muốn mua, mình ưng cái ý cái nhà này và thấy giá nó hợp lý. Đó, thì quý anh chị alo cho em nha. Rồi, em cảm ơn quý anh chị nha, và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ.